300 phần, hệ thống minigame mobile uy tín, giao dịch tự động 24/7. Lấy kết quả bằng số cuối mã giao dịch, hoàn toàn tự động, xanh chín, minh bạch. Rất nhiều những event trao thưởng như điểm danh và trao thưởng hàng ngày và top tuần lên tới 1 triệu đồng. Tham gia nhóm ngay để có cơ hội nhận phần quà lên đến 500k cho thành viên mới. Chỉ ngay tại Bet88.fun. Chơi là thắng, chơi là ăn. Xin cảm ơn anh em. Hello anh em nhé, bây giờ bắt đầu cuộc chinh chiến là chinh phục cái giày, cái lồng má đó chứ. Cái lồng má. Ở huyền tinh 3 đúng không? Tốc độ di chuyển ở huyền tinh 3 đúng không? Tách ít phúc duyên đại ra. Hai thủy tinh là được rồi, cần gì phải phúc duyên đại nữa. Thế thầy tích thầy chơi đi, có xịt thì đừng bảo em nhá. Okay. Chắc cú. Thế đâu nào được. Cái choáng là khả mấy? Cái gì? Chắc khoảng khả chắc đi. Chắc là 4. Cứ 2 thủy tinh thôi, 2 thủy tinh với ít thủy viên. Thôi cho 3 viên đi. 3 viên đi. 3 viên cùng màu thầy. 3 viên dòng này khác màu cũng được. Cho 30 tiểu. Hai hả? Cho tiểu đại chứ. Bỏ ra hai đại chứ. Hai gì? Nuốt 40 rồi. Gót chứ còn gì nữa. Ừ, tách huyền tinh 1 ra kìa đây. Cái này chơi huyền tinh 1 thôi đúng không? Sinh lực nội lực chơi huyền tinh 1 thôi đúng không? Sinh lực nội lực huyền tinh 1. Chơi có tiết kiệm. Bổ đại vào. Mấy đại nhỉ? Tách ít 2 đại. 2 đại thôi. Tách nhỏ ra. Ôi để lại tí còn ép. Để 5 bình này còn ép. Mấy một thủy tinh, hai thủy tinh, hai thủy tinh cho chắc. Nhọt còn gì nữa, 200. Ui 189 ạ. Được. Rồi cái kháng hỏa. Kháng hỏa huyền tinh 3 cho chắc. 5 đại thôi. Ok. Ủa cô vào. Cho 3 thủy tinh à, 3-4 viên à? 3-4 viên hay là 6 viên? Cho thẳng 4 viên tử vào. 4 viên nào. Đấy. 4 viên thôi. Này đúng không? Đúng rồi. Đập đi. Nhuột. Lên. 25. Mày cái thằng này. Thôi cũng được. Thôi không sao. 3 kháng hỏa không ăn thua. À nói rồi, nhót bẻ với 6 viên rồi đi. Không. Có 3 viên à, ô 1 viên à. Viên là 11x kìa. Trong gì ấy, trong nội lực à. Nét ra cho đẹp. Con trọng gì mấy cái con ngỗng con này. Theo anh ấy ép là như thế. Nhót thì phải chịu chứ làm sao. Mẹ mày lại con đi cái lên 199 cái tông môn mày. Mẹ mày cái cần lên không có lên. Bây giờ dòng sinh lực nó dưới dòng choáng thì thầy phải chịu chứ biết thế đéo là được. Ừ, biết thế đéo là được. Bây giờ nhót cái tốc độ đánh đã cho nó rộng rộng cái. Còn đỡ hơn cái đao của thầy, nhưng cái giày của thầy. Tốc độ đánh à? Tốc độ đánh này cho cái gì bây giờ? Không có bình đại đâu à? Không cần đại luôn chứ. Không cần đại thì cho 3 viên thủy tinh vào nó lên. Một viên thôi. Một viên là hơi khoai đúng không? Một viên là đủ rồi. Một viên mới vứt nốt 7 bình chung và nhìn đỡ ngứa mắt rộng gương. Nhuột. Thì làm sao được. Giá cái gì? Ơ đang đấu giá à? Đấu giá gì? 20 được. Không để ý là hỏng hình. Có đấu giá gì đâu. Không đấu giá đâu. Có kìa. Đang đấu kìa anh. Lúc vào phòng tán không ai nhỉ? Giờ mới có người vào. Em để ý. Dòng sát thương này là hơi khoai. Em có phải người đâu. Chắc là đập chồng kháng độc trước cũng sao nhỉ? Không. Đúng một cái đao này. Đao á?